Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại channel của mình, Sody Khap. Mình đang có mặt trên tuyến BTS Siloam Line và điểm đến hôm nay của mình sẽ là ga Jeonnam-si. Hôm nay mình đến đây để tham quan một địa điểm đang khá là hot ở trên mạng xã hội Thái Lan, được rất là nhiều người Thái đến tham quan, chụp hình, check-in. Đó là công viên kênh đào Jeonnam-si. Muốn biết công viên kênh đào như thế nào thì mời các bạn cùng theo chân mình nha. Từ BTS, nếu muốn đến công viên kênh đào Jeonnam-si thì phải đi qua đây các bạn. Jeonnam-si Skywalk khá là đẹp. Từ đây thì chỉ cần đi vài trăm mét là đến công viên kênh đào Jeonnam-si. Đây là kênh đào Jeonnam-si khá là nổi tiếng trên mạng xã hội Thái Lan mấy ngày gần đây. Thật ra thì mình không thể đi thẳng từ BTS hoặc là cái Skywalk lúc nãy đi đến đây đâu các bạn, mà hồi nãy mình phải đi ở phía bên kia đường, ở phía bên kia lề đường, rồi băng qua đường, sau đó mình mới đi bộ lên đây. Đây là toàn cảnh kênh đào. Và tương lai thì cái đường này nó sẽ được nối thẳng lên trên cái Skywalk lúc nãy. Có nghĩa là từ BTS các bạn có thể đi xuống Skywalk và đi thẳng xuống đây luôn. Nhưng mà hiện tại thì chưa xong, cho nên là người ta không có cho lên nữa. Ở đây có một phần người ta chưa xây xong nè mọi người, vẫn đang dang dở. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới xem là công viên kênh đào có gì đặc biệt. Đây là chỗ mà mình đã thấy rất nhiều người Thái chụp hình đăng lên mạng xã hội ở khu vực này. Gọi là công viên kênh đào tại vì đây vốn là một con kênh như các bạn đang thấy, là kênh Jeonnam-si. Cũng có một chút ô nhiễm, không nặng lắm nhưng mà cũng hơi có mùi. Mình đứng đây thì mình có thể ngửi thấy được cái mùi nước hơi bốc lên. Thì để cải tạo con kênh này và tạo thêm mảng xanh và cảnh quan cho thành phố thì thay vì người ta lắp nó đi thì người ta lại xây thêm các cái mảng xanh ở ngay phía trên con kênh như thế này đây. Trồng thêm cây cối và tạo thêm cảnh quan bên trên. Và dự án công viên kênh đào Jeonnam-si được lấy ý tưởng từ một con sông nhân tạo rất nổi tiếng ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn biết. Nó chỉ kéo dài đến đây là hết rồi mọi người. Tạm thời chỉ đến đây thôi. Theo như hình mình xem được ở trên mạng xã hội thì vào ban đêm khá là đẹp. Và bây giờ thì cũng chiều tối rồi, mình sẽ cố gắng chờ một chút nữa xem là khi đèn lên thì nó có gì khác biệt không nha. Đang có đài truyền hình đến quay phim, các bạn người mẫu ảnh đến chụp hình. Nói chung là một dự án khá là độc đáo và rất là mới, cho nên là thu hút được sự chú ý của nhiều người Bangkok.
Và đây là toàn cảnh của công viên kênh đào John Nong Si ở thời điểm hiện tại. Không lớn lắm. Vì thật ra đây chỉ mới là 200 m đầu tiên trong toàn bộ dự án kéo dài đến 9 km các bạn. 9 km thì có thể là sẽ kéo dài hết con kênh này luôn. Đây, cả con kênh này luôn. Và dự kiến thì vào tháng 8 năm nay, toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng 9 km. Còn những gì chúng ta thấy hiện tại ở đây thì chỉ mới là 200 m đầu tiên thôi. Và toàn bộ dự án này thì tiêu tốn số tiền lên đến 980 triệu bạc Thái, tương đương với hơn 25 triệu đô la Mỹ các bạn. Và tương lai sau khi mà hoàn thành thì dự án sẽ trông như thế này. Và đây là quang cảnh khi mà công viên kênh đào lên đèn. Mình nghĩ là đi ban đêm sẽ đẹp hơn là đi ban ngày các bạn, tại vì có hiệu ứng của đèn, của khói, của âm nhạc nữa. Thành thật mà nói thì 200 m đầu tiên của công viên kênh đào này cũng chưa thật sự là hấp dẫn mình. Cây cối thì cũng chỉ mới trồng thôi nên cũng chưa xanh tốt lắm và mình thấy chưa có gì đặc biệt. Nhưng mà có thể khi toàn bộ dự án 9 km được đưa vào sử dụng thì sẽ có nhiều điểm hấp dẫn hơn và đáng được mong chờ. Nói chung là đáng được mong chờ. Dẫu sao thì đây cũng là một sự cố gắng của chính quyền thủ đô Bangkok tạo thêm mảng xanh cho thành phố. Khi mà video này được đăng lên thì công viên chắc có lẽ là cũng đã đóng cửa tạm dừng cho người dân vào tham quan để tiếp tục công việc xây dựng phần còn lại của dự án. Dự kiến là đến tháng 8 sau khi mà hoàn thành toàn bộ công viên kênh đào thì mới mở cửa cho người dân vào tham quan trở lại. Và trong thời gian này cho đến tháng 8 thì mọi người chỉ có thể đi ngang nhìn từ bên ngoài thôi chứ không thể vào công viên được. Hy vọng là đến tháng 8 mình sẽ có cơ hội quay lại đây để xem toàn bộ dự án công viên kênh đào Cho Non Si. Còn video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, để lại bình luận cũng như là follow kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Merry Christmas and Happy New Year. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn crap.